thế hero, vẫn thế hero nha, ben gen nè, vẽ cho nó đàng hoàng đẹp vào đó, cộng bờ rơm nè, nhìn kỹ, một phần bờ rơm vô, một phần hắc đi đi ra, cộng bờ rơm vô, một phần hắc đi ra. Tại sao lại chọn chỗ này? Bởi vì sáu cái thằng này có tính chất gì đối xứng, muốn chỗ nào cũng được. Bắt đầu viết vô, bờ rơm vô vô nè, hắc đi ra, đi ra gì, HBR cân bằng quề quề, ở đây điều kiện tự viết vô, hiểu không, gọi là phản thế.